Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả mọi người đã quay lại với video tiếp theo trên kênh Tài TV. Hiện tại thì Ước đang có mặt tại thôn Pồng Chằm. Hôm nay thì Ước vào đây là mua đồ của chị Hà ở Thái Nguyên. Và chị ấy có gửi cho Ước là 200.000 để mua gạo với mì tôm và cho nhà chị Giàng ở trên này. Mọi lần Ước vào đây thì đi xe lên được đường này, nhưng mà hôm nay qua trời mưa, đường trơn nên là không thể đi xe lên được. Chắc là để dưới xe dưới này thôi. Không biết là chị Giàng có ở nhà không. Chị Giàng ơi, biết chị đi đâu à? Em chào chị nhá, chị đỡ em con cái này xuống cái đấy, cả bao gạo nữa. Xe không lên được chị ạ, em phải đi bộ lên. Đấy, đất này trơn thật. Ôi, mặc quần áo cho vào cho nó đi chị. Mặc quần áo vào. Mặc quần áo vào cho nó đi. Cởi chuông rồi. Cháu chào cô nha. Đầu chọc này tưởng con trai con gái rồi à? Con gái à? Cắt tóc cho nó ngắn. Mặc một váy vào mới biết là con gái. Đầu nó bị sao đấy kia chị? Vừa cắt tóc cho nó à? Thế lấy rẻ lau cho nó đi. Tóc nó bám vào đầu khó chịu lắm. Chị Giang em bảo đây, hôm trước là có chị Hà, chị nó gửi cho em là 200.000 nhá. Chị Hà ở Thái Nguyên, là chị ấy cho nhà chị một bao gạo với một thùng mì. Em cảm ơn chị nhé. Cảm ơn chị Hà nhé. Cảm ơn chị Hà. Đấy, chị thấy gia đình chị cũng khó khăn vất vả nên là chị ấy chị cho. Thế con lớn chị đi đâu rồi? Đi xuống dưới quán mua cũng là bảo đi ăn kem. Đi ăn kem à? Đi bộ xuống tận dưới kia. Để mua kem. Mì thế. Nó đòi lấy mì tôm nó bóc cho nó, bóc cho nó một gói chị. Nó không dám lấy. Đấy, cho nó nghịch cũng được, ăn được. Tưởng bim bim à? Không phải bim bim đâu. Nó biết chứ nhỉ? Được rồi, nghịch một gói thôi. Cất đi. Sáng nay chị đi làm gì? Đi lấy tiền gì chị? À, được hỗ trợ nhà nghèo à? Được bao tiền? 500 ạ. Một tháng được 500.000 à?
chị em bảo này, cái nền nhà chị ấy, nếu mà có bác nào giúp thì chị có làm được không? Chị có nhờ người đến giúp làm được không? Có ạ. Nhờ anh em đến giúp được rồi chị? Nếu mà vật liệu nó chuyển đang đến đâu nhỉ? Đến luôn gần nhà chuồng bò kia này. Nè. Gần chuồng bò kia à? Xe ô tô về đến đây. Thế à? Xe khỏe nó về đến. Xe khỏe mới lên được đây à? Chú Dùng mới về đến. Chú Dùng thì đi lên trên kia là cũng đi đây. Sợ anh không ở nhà chị lại không làm được, không biết làm ấy, không nhờ được ai ấy. Anh bảo sắp về rồi, bảo hết tháng này mới về. Hết tháng này là anh về. Ừ. Anh bảo, vừa gọi điện à? Vâng, hôm qua em bảo là về nhà. Nó cũng bảo nó đi làm khó làm lắm rồi, tháng về sắp về nhưng mà em bảo là về hôm nào cũng bảo là hết tháng này mới về, xin hỏi ông chủ ra là tháng này hết thì về. Thế thì nghỉ hẳn luôn à, không đi làm nữa à? Ông bảo là khó làm quá, khó làm thì về đến nhà thì không đi rồi. Anh đi làm được mấy tháng rồi nhỉ? Thì 6 tháng. Nửa năm rồi. Vâng, thì đang Tết xong đi rồi. Thế là nửa năm rồi. Vâng. Em bảo là khó làm quá, không làm được thế là về. Nó bảo khó làm quá. Chân tay hỏng hết rồi. Làm áp xích rồi. Làm cái gì? Áp xích. Áp xích gì? Nó bảo em không biết rồi. Nó bảo là làm áp xích nhưng mà chân tay hỏng hết rồi. Thế à? Nó không cho hết tiền ấy. À, có nghĩa là sợ bây giờ bỏ về là họ không cho tiền à? Vâng, không cho tiền, phải cho một ít tiền xe về thôi, nhưng mà không gửi hết, không cho hết tiền cho về nhà măn, về nhà. Thế anh bảo thế á? Vâng, anh bảo làm đến Tết thì mới cho hết tiền ấy. Thế à? Vâng. Thế là họ đang dưới chân mình đấy, vâng. Sợ mình nghỉ việc. Họ giữ tiền thì họ không cho mang hết về. Chỉ cho tiền xe về thôi. Cho một 2 triệu tiền xe về thôi. Bảo là về nghỉ thì về nghỉ mới hôn thì phải đi cho 1-2 triệu tiền xe về thôi. Thế nhỉ? Bây giờ mà mình không làm thì lại họ lại không cho tiền. Thì lại thiệt mình thôi. Mấy hôm trước này mưa to này, nền nhà chị có nước có vào không? Có, hôm qua mưa to lắm, nước về nhà ấy rồi. Mà đất như thế này, mưa tận mưa thì nó khối rồi. Em thấy ở đây ẩm ẩm này. Không thì chị nấu lên cho nó muốn ăn đây. Bên này đun nước lên nấu cho nó gói mì. Nó đang đòi ăn kìa. Nó đòi gì ấy? Nó bảo nó ăn mấy chút này. Kệ nó, thế cho vào cho nó. Đây bát đũa chị này. Ăn xong là phải rửa luôn nhá chị nhá. Để thế này nó nhìn nó mất vệ sinh lắm. Đây chắc trẻ con nó nghịch ra. Chai lọ này. Vứt liền xẻng đây. Sáng nay chị đi chợ mua được rau này à? Rau với phở đây à? Vâng. Mì tôm đây.
Nhà chị Giàng hôm qua mưa to đây, nước dồn vào hết nhà rồi đây. Các bác đây, ướt hết đằng trước này. Nước nó dồn từ trên kia xuống, nó dồn hết vào đây. Cô bác nào mà có thể giúp được nhà chị Giàng làm được cái nền này thì có thể liên hệ số điện thoại của Ước nhé. Vợ chồng chị Giàng này là chồng đi làm thuê rồi, đi làm được 6 tháng nay. Mỗi tháng thì gửi về cho chị được 1 triệu thôi. Vừa rồi thì Ước có nghe chị Giàng bảo là chồng sắp về rồi, không biết là làm cái gì hỏng hết chân tay rồi. Em bảo về nhà nhưng mà chủ họ lại không cho tiền. Đấy, chỉ được cho đủ tiền xe về thôi. Ai đây? Cháu nhà chúng tôi. À. Xin chào. Chào chú ạ. Đáng sợ. Nhìn thấy gái không dám vào luôn. Váy trắng này bẩn hết rồi đây này. Toàn ngồi dưới nền đất này. Con của chị ơi. Con về là gì quá. Đây. Bẩn hết rồi. Nhìn giống con trai nhỉ? Chị đang nấu gì đây? Đun nước nấu mì cho con. Chị Giàng ngan này của nhà chị à? Cháu chào ông nhá. Ông đang làm gì đây ông? Làm gì đấy? À. Chuồng gà đây các bác đây. Chuồng gà căng màn. Đây cái màn để căng làm chuồng gà, nhốt gà. Chị Giang, đây là chuồng gà nhà chị hay là của nhà ông? Nhà ông ạ. Thế của chị không có chuồng gà, không nhà có. Chị ấy. Có mỗi con ngan kia này thôi. Con ngan kia thôi, không có gà, không có chuồng.
Ông đang rửa bát à ông? Dạ. Đâu quá. Chị Giáng đến nước sinh hoạt này là cũng chung nhà ông à? Vâng, chung đi. Nhưng mà hôm qua đang kéo này, đang kéo ống nước. Kéo về đây cho là chung nhau. Thế trước chị có bỏ tiền ra không? Có chứ. Góp tiền nhau vào mua ống phải không? Góp tiền đi mua ống nước về giấu, mua nước ăn thì phải. Nước này nó có về đều không chị? Có. Cái mưa to thì nó nước thì không về. Mà nó không cạn đâu gì? Đây hôm qua mưa to quá, chị phải lấy cái cào này cào thành rãnh nước đi. Nó chảy xuống đây không thì chảy hết vào nền nhà nhỉ. Của chị. Lấy hết rồi, khu đằng trước này. Thôi chị Giáng chị cứ nấu cho các cháu đi nhá. Em xin phép em đi về đây. À, nhá. Ai gọi đấy? Em gái của chị à? Của nhà chú. À. Thôi nấu phở cho nó ăn đi. Nấu mì cơm cho nó đi. Cảm ơn nhé. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn chị Hà thôi. Cảm ơn chị Hà nhé. Vâng. Thôi em về đây nhé. Vâng. Chào chị nhé. Bây giờ Ước sẽ đi xuống. Ước vừa điện cho em Xính rồi. Em Xính đang xuống đây để Ước chuyển cái số tiền của chú Hùng nó gửi cho em Xính là 800. Chú Hùng gọi điện cho Ước và nhờ Ước đưa cho em Xính. Xính ơi, Xính ơi, sang ngồi đây uống nước đã. Nắng quá nhờ. Hôm nay trời mưa được mấy ngày, hôm nay trời nóng to. Chú Hùng vừa gọi cho anh, may anh ở trên này. Sáng nay anh lên sớm phải không? Ừ, lên sớm rồi, đường đi khó quá. Trơn, hôm qua mưa to. Cái đường kia không phải nói rồi. Đường kia toàn đất. Đất với đá. Đất trơn. Bỏ mái lên được đến đấy. Chú Hùng vừa điện cho anh rồi. Ừ. Chắc chú cũng điện cho em rồi phải không? Vâng. Chú bảo đưa cho em, chuyển cho em là 800. Em đi, em mua giống ngô luôn bây giờ. Thế à? Lên chán. Em mua giống ngô mai lên đá nữa. Ừ. Ngồi đây uống nước đó, anh gọi nước rồi. Hay em đi lấy đi, đây hai chai không đổ về đây. Khát quá. Vâng, cháu xin. Đây, làm chai nước. Ô, bỏ vào to đùng kìa. Ở đó làm gì thì hai to đùng này. Ăn kem không Xính? Không ăn nữa. Ăn thì gọi ra. Không gọi đâu. Chị ăn cho mát là mình muốn nước lửa. Cô
không biết xính này á. Xính là đi qua đây suốt mà cô mà. Đi lên lán ở đằng sau này này. Đằng sau chứ anh lực ấy. Đi lại nhưng mà có biết tên đâu. Cô cứ xem yêu TV nhiều là biết. Đây xính ơi. Nhá, anh chuyển số tiền của chú Hùng chuyển cho em nhá. Vâng. 5 này, 6, 7, 800 này. Cảm ơn chú Hùng nhé. Cháu cảm ơn chú Hùng nhá. Chúc chú Hùng luôn luôn mạnh khỏe. Chú Hùng là thương nhất đấy. Sáng nay chú bảo anh chuyển cho thì anh thì biết gửi lại thôi nhá. Chứ không biết là em chú cho em làm cái gì, mua cái gì thì tùy em. Mua một ít à, mua ở cái trên lán này. Với lại lấy bọc thôi. Trang trại à? Vâng. Ngay trên này mà. Với nhiều lợn bò. Có đâu, mấy con thôi. Nuôi dê thôi cậu ạ. Nhà thế nhà ở đâu, nhà là Lũng Cáng thế về đây ạ. À. Nhà xính này ở Lũng Cáng. Ở Lũng Cáng. Làm trang trại ở trên này hay đi qua chỗ làng nhà cô? Con gì đây? Qua đây đi không được. Thế thì giỏi phép đấy nha. Đi đường bên này thì dễ đi hơn tí quá. Bên kia lầy hơn. Nên là xính hay đi qua đường này. Nhà cô có kem không? Có. Nơi cháu mấy que. Cho xính cầm về cho vợ. À thôi lấy thạch đi. Lấy thạch đi cao hay nữa. Lấy thạch. Vâng vâng. Lấy. Thế cô lấy cho cháu mấy cái thạch. Đi Hà Giang đấy à? Vâng. Lấy ngô lấy đóng bò phân. Thế thôi quạ, thế thôi. Thì quà xin các lấy xong được. Có tiền là xin các lấy không được. Chuyển ra cho lưới. Thế tí đi mua giống ngô ở ngoài kia luôn á? Ừ. Mua giống ngô luôn. Đi thôi, thế anh về luôn mà. Thế cùng đi. Ừ. Đi. Cháu gửi tiền cho nhau nhá. Cầm đi luôn. Nước đi theo. Cầm đi theo đường nó vướng cho nó mát. Đi. Anh không về. Về anh còn có tí việc nữa cơ. Cắt tiền cẩn thận nhá, ngoài rơi nhá. Quần đấy là hay rơi lắm. Khóa được không? Đấy cho vào túi đây. Lúc anh đang đi xe đấy, chú điện gọi cho anh. May anh còn ở đây đấy. Không anh ra đến ngoài kia rồi anh không quay vào được đâu. Tưởng là hôm nay anh đi đâu đi ấy. Thì anh lại đi lên Minh Tân cơ mà. À. Anh phải về lấy đồ nữa cơ. Về lấy đồ đi đi. Mũ bảo hiểm đâu? Đi anh đi mượn của bảo an T9. Quên rồi xuống à. Thôi cháu về đây quạ. Vâng, bây giờ chưa.